Xin chào các bạn, mình tên là Toàn, hiện đang sống và làm việc ở tỉnh Shiga. Mình đã sống ở Nhật được đến năm nay là năm thứ 9. Thì hôm nay video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết hồ sơ, thủ tục, giấy tờ cần thiết khi mà vợ sinh đẻ ở Việt Nam. Thì nếu mà sinh đẻ ở Nhật thì các bạn sẽ nhận được là 52 man. Đấy. Nhưng mà khi mà về Việt Nam thì sinh đẻ thì các thủ tục nó được cắt bớt một số đi, thì còn 48 man 8 sen. Thì đây thì hôm nay vừa rồi vợ mình về sinh đẻ Việt Nam và mình đã chuẩn bị toàn bộ những giấy tờ cho đây, rất chi là nhiều luôn, bản dịch các thứ, thủ tục giấy tờ rất chi là nhiều, nói chung là nhiều. Thì qua đây thì mà video mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách viết cái giấy xin nhận trợ cấp và những cái giấy tờ cần thiết và các bản dịch. Thì các bản dịch thì mình sẽ up lên cái trang web là Toàn Japan. Tết đến và lòng quên nhà nhà thì mẹ vườn cành đậu hương thơm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu. Mình sẽ up lên trang web là toanjapan.com. Thì mọi người có thể download về và trực tiếp sửa trực tiếp các file Word trên đấy. Sửa số rồi thì là sửa tên. Còn mình sẽ nói ở qua trang web này thì qua đây thì mình chỉ nói những cái cần thiết thôi, còn những cái gì cần cái gì mà các bạn cần download các bạn có thể vào trên web download được. Đấy, bây giờ các bạn có thể trực tiếp xem bây giờ nhá. Vâng, ở cái tờ giấy là Sutsan Ikuji Ichiji Kin này thì mọi người nó có hai tờ nhá. Thì cái đầu tiên là cái này là cái dòng là cái số của cái thẻ Hokken của các bạn nhé, của người chồng ấy nhá. Cái thẻ số của thẻ của Hokken ấy các bạn copy vào trong đây. Thì mình là chồng, thì vợ mình sinh đẻ thì mình là kỹ sư, thì ghi nhập cái số cái thẻ Hokken, số Hokken vào đây, ngày tháng năm sinh và tên của mình vào đây. Đấy. Ghi lại tên vào đây. Và cái chỗ này là số Nobin kêu cự là số địa chỉ nhà. Đấy, đây số điện thoại ghi nhập vào đây. Và thứ hai là nhập địa chỉ các bạn vào đây. Đấy. Cái khu vực này là khu vực ghi nhận tiền nhá. Tiền của mình nhá, 428 man 8 sen nhá. Thì các bạn như chồ vào đây, kinh cô. Đấy. Thì các bạn xin nào xin tên nào thì ghi vào đây. Cái số vào đây, nhập vào đây và khoanh tròn vào đây cái. Cái khu vực dưới này thì các bạn không nhập gì cả nhá. Đấy. Đây cái chỗ này các bạn hỏi công ty hoặc là các bạn lên trong web tìm khu vực của bạn ấy. Thì cái này của mình là nó là Shigaken Higashi Omishi, cái chỗ khu vực này là chỗ mình nhập sẵn vào luôn, mình tra được mình nhập sẵn vào, còn các bạn không, các bạn hỏi công ty nhé, các bạn hỏi công ty cũng được và không để không cũng được, không còn ghi cũng được nhé, các bạn vào công ty. Thế cái tờ thứ hai như nào, cái đầu tiên ở trên này thì các bạn ghi tên của các bạn vào nhé. Đấy. Và nhập vào đây, nếu mà ca du cự thì các bạn nhập vào đây là số 2, còn nếu mà trực tiếp là cái người sinh đẻ mà nó là chỉ là người chính là nhân viên công ty thì các bạn nhập số 1. Thế tên cho phần 2 thì các bạn ghi tên các bạn vào đây, ghi cái tên vợ các bạn vào đây, tên cái người vợ mà bạn sinh đẻ ấy. Đây, nhận tên vào đây, xong rồi thì là ngày tháng năm sinh. Đấy. Đấy, chỗ này là chỗ mà ngày tháng sinh nhé, trên là ngày tháng năm sinh của người vợ, còn dưới là cái chỗ ngày sinh ấy. Thế nếu mà đẻ ở Việt Nam thì đẻ cai gai đúng không, thì số 2 thì các bạn ghi cái chỗ tên nước Việt Nam là Petronamu vào đấy. Thế các bạn đẻ một người thì ghi một người, mình là vợ mình đẻ hai người thì ghi hai người, mình hai người. Thế còn cái này chỗ này khu vực 212 các mọi người. Cái mục này nhá, là cái mục là các bạn có tham gia bảo hiểm Hokken của nhà nước không? Cái cô cứ bên Hokken ấy, không có thì các bạn ghi số 2 cho mình nhá. Nếu mà ư kê tà là không được tiền đâu ấy. Số 1 là không có tiền đâu. Số 2 nhá. Đấy, phía dưới này thì các bạn ghi tên của vợ bạn vào đây, ghi bằng chữ Romaji cũng được. Đấy. Xong ngày tháng năm sinh, cái số người sinh là 2. Chỗ này là người mất nhá, có nghĩa là khi mình mang thai trong quá trình mang thai thì mình bị hỏng con bị sao đấy, thì ấy thì là ghi vào đây vẫn được tiền nhé, từ 6 tháng trở lên. Thế cái chỗ này là khu vực mà ghi địa chỉ bệnh viện, rồi số điện thoại, tên bệnh viện, bác sĩ sinh đẻ mình, cái người bác sĩ mà tôi đẻ cho mình và ghi vào đây, thì mình xin số điện tử, số mã số điện tử vào đây. Thế ngày mà xin dấu xin
tên của vợ, ngày tháng năm sinh của vợ, thế đẻ mấy đứa thì mình của mình đẻ hai đứa, ghi hai đứa. Thế cái đây là số cái chỗ ngân hàng mình nhận tiền đấy, đó. Địa chỉ kê ra rồi thì phụ chữ rồi xong số của tên của mình vào đây đó. Kèm theo một cái giấy nữa là cái giấy đồng ý này. Cái giấy đồng ý này có tiếng Việt và tiếng Nhật thì các bạn cứ ghi bình thường thôi, là ngày đẻ là ngày bao nhiêu, rồi thì tên và chữ ký đây, ở địa chỉ của cái người đẻ ở đâu, ghi đây. Thế xong là ghi ngày tháng năm sinh, nghĩa là đúng rồi, ngày tháng năm sinh. Thế số địa chỉ mà ghi trên má ở chỗ mà sinh ấy, chỗ sinh ấy đấy, ghi vào đây. Thế các bạn ghi vào dưới đây, không có gì cả đấy, ghi lại xong là đợi xin, là chỗ này là phải đóng dấu rồi nhá, ghi từng Nhật phải đóng dấu rồi nhá, đấy, ghi có đóng dấu vào. Cái này là giấy chứng nhận phẫu thuật nhá, thì các bạn có giấy chứng nhận phẫu thuật các bạn phải công chứng nhỉ, à các bạn phải 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 in dịch cơ nhá, đây là mình dịch sẵn rồi đó. Thì các file mình để sẵn trong máy tính mình gửi cho các bạn có thể lấy về sửa nhá. Đó. Thì đây là hóa đơn này các bạn phải dịch ra này, dịch hết nhá. Đó. Dịch hết ra như này đó, sau các bạn dịch ra xong các bạn nộp lại giấy ra viện, thế này ra viện nhá, đó, giấy ra viện. Đó, giấy ra viện cũng phải nộp này, cũng phải dịch ra hết này, bản dịch phải ký, có người ký tên dưới này, ghi địa chỉ vào. Đấy, mình ra viện mình có sinh sinh đôi nên là mình phải lấy ra viện hai ba bản nhé. Đó, ra viện hai ba bản. Thế giấy khai sinh thì các bạn cũng phải dịch như thế, bản dịch thì mình cũng để sẵn các bạn ở đi rồi. Đó, bản dịch ở dưới mình để sẵn các bản dịch đây. Đó, mình cũng làm sẵn rồi. Thì các bản dịch các bạn cần các bạn có thể lấy ở đao về nhá, là giấy chứng sinh nhá. Giấy chứng sinh này thì rất chi là nhiều nòng ngoằng phết đây, là mình đều phải tự dịch hết. Thì bản dịch đây mình để sẵn hết rồi, mình cũng để sẵn ở dưới trong các trong phần trang web toàn.com.vn ấy, toàn japan.com có sẵn rồi, các bạn đao về các bạn tự sửa nhá. Thì còn cần cả hộ chiếu nữa. Hộ chiếu thì các bạn in cho mình cái tờ cuối cùng, cái tờ nói chung in cả cũng được, và in cái tờ cuối cùng của vợ các bạn phải nước này, có cái dấu ngày về nước này đó, in cả cho mình nhá. Đó, nữa là cái xã kênh thì các bạn in nốt cho mình copy ra đó, mà cái hộ chiếu nhá, hộ chiếu này đó, photo ra đấy là xong. Trong này thì mình đã dịch hết lại rồi, và bản giấy giấy chứng nhận phẫu thuật này đây, mình dịch hết rồi, tất cả các bản mình để sẵn rồi, tiếng Việt hết, các bạn download về các bạn dùng thôi đó. Giấy chứng sinh này đấy, mình cũng làm sẵn hết rồi, các bạn có thể về sửa lại thôi. Mình đấy, giấy khai sinh cũng có sẵn rồi, khai sinh mình cũng làm sẵn rồi đấy, các bạn download về và dùng thôi. Đó, giấy ra viện cũng có sẵn rồi. Đó, các bạn cũng đều chỉ sửa thôi. Đó, toàn bộ những cái file này các bạn có thể download về ở cái trang web này, mình là để trang web này. Đây, trang web của mình là trang web toanjapan.com. Thì đây các bạn đánh vào toanjapan.com. toanjapan.com. Thì trang web này thì đấy, thì ở đây thì là mình có rất rất nhiều các mục, như là mục ở Nhật thì hướng dẫn cách đổi sang tên, đổi xe máy ở Nhật này, các thủ tục đổi bằng ô tô này, lấy đơn kim này. Đó, rất chi nhiều, và hướng dẫn cấu hình mạng. Rồi thì đăng ký kết hôn Nhật thế nào đều có các file nhé. Đấy, hướng dẫn thủ tục bảo lãnh con đều các file load hết. Đấy, thì ở cái phần mục mà download free này, download free các bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật, thì ở đây các bạn tích vào đấy. Đấy, các bạn tích vào đó rồi các bạn ở đây có rất nhiều luôn. Đấy, các bản dịch luôn, bản dịch hộ khẩu bản mới này, các thứ, rồi các bạn vào đấy và các bạn lấy, các bạn download trực tiếp về máy các bạn sửa nhé. Đó, chúc các bạn thành công. Thì các bạn sau khi xem video này, các bạn cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Đó. Các bạn cần cái gì trong này các bạn cứ vào đây mà download nhá. Rồi đi, mình đang web là chủ yếu phục vụ các bạn ở Nhật thôi. Đấy, không nhằm mục đích tiền nong gì cả. Ê, nếu mà các bạn mà có quý mình thì tích vào một số quảng cáo để cho mình tí point tổ để mình kiếm kiếm thêm động lực, kiếm thêm tiền nhá. Làm việc nhiều, PNP nhiều video hay các bạn.
Chúc các bạn thành công nhá.